cháu cũng đã theo dõi các cuộc biểu tình của dân Oan 4 năm rồi, cũng đã 4 năm rồi. Và cháu còn nhớ nguyên một chi tiết mà cháu được theo dõi một cuộc biểu tình của dân Oan Dương Nội tại số 1 Ngô Thị Nhậm, Hà Đông, là nơi trụ sở tiếp dân của Quốc hội. Thì cháu có chứng kiến một cảnh mà bà Sư Thích Đàm Khoa, tức là không phải là bà Sư mà bà này chỉ là một ni cô ở trong một cái chùa thì đó thôi. Cháu không rõ, là cháu hiện tại cháu không nhớ rõ cái nơi mà bà ấy từng làm ni cô. Thì bà đấy là người trực tiếp cầm đầu một bộ phận nhỏ dân Oan ở trong số dân Oan đấy. Mà mặc dù mang tiếng là cuộc biểu tình của dân Oan Dương Nội, nhưng đa phần những người biểu tình đấy, thậm chí có những người nói giọng Nghệ An, những người nói giọng Nam, tức là họ đổ xô từ mọi miền họ đến và họ được mặc những cái áo mà vẽ thêm chữ là dân Oan Dương Nội đấy. Thì cháu mới lại có những người thừa nhận với cháu rằng là họ đến từ Hà Tây, họ đến từ Thái Bình, Hải Dương, Hưng Yên, tức là tụ tập về đấy mọi thành phần và tự nhận mình là dân Oan Dương Nội để ra đấy biểu tình và đấu tranh. Thì bà Sư Thích Đàm Khoa đó cầm đầu một nhóm đối tượng như vậy, và bà đấy chính tay cháu quay lại được cảnh video cho người dân. Lúc đó là bà đấy trao cho mỗi người đó 400.000. Lúc đấy cả cháu thấy 400.000, hai tờ 200.000. Và hiện tại hình ảnh vẫn có đang ở trên video trên kênh người dân. Quý khán giả có thể tìm lại video đó và xem lại cái khoảnh khắc đó. Đó tức là họ đang có một cái nghề kinh doanh là nghề dân tham. Đúng rồi. Họ kiếm tiền bằng cái việc đấy. Và cháu có phỏng vấn một chị ở đó là tại sao chị lại đi biểu tình như này, vậy thì hôm nay trưa này cơm nước ở nhà ai lo? Thì chị ấy bảo rằng chủ yếu là các bà già một phụ nữ đi thôi, còn lại ở nhà để cho bố nó lo cho mấy đứa con. Đó tức là họ là những người mà sẵn sàng bỏ đất nông nghiệp để không làm ăn gì cả, chỉ việc đi biểu tình để nhận những số tiền đó, vì thực sự đây là một món hời. Đối với những người như cháu này, một ngày ở trên Hà Nội kiếm được 100-200 nghìn là rất là đáng, tức là đã đủ sống ở trên đất Hà Nội rồi. Mà họ đang sống ở quê và việc đi lại của họ là được, họ chỉ nói là có người bắt taxi lên cho, nên đi taxi lên và nhận 200 nghìn đến 500 nghìn để về quê. Và theo như trên Facebook của anh cũng là Bảo Trâm, là cái giá biểu tình ngày xưa khi cái thời mà cháu còn đang theo dõi thì là 200 nghìn một lần biểu tình, nhưng bây giờ đã lên 500 nghìn rồi. Đó. Tức là đây là một cái nghề, họ bán lương tâm của mình đi để họ làm cái nghề này. Đấy là cái gì mà cháu chứng kiến được trong 4 năm cháu là sinh viên ở trên Hà Nội được chứng kiến. Về cháu mới đặt ra nhiều câu hỏi là có bao nhiêu người nhận được số tiền như này, và có bao nhiêu người nhận được số tiền còn hơn cả như này, và những người thường hỏi những người cầm đầu chăn dắt dân Oan thì được bao nhiêu, và họ bị được bao nhiêu tiền, họ chia dân Oan được bao nhiêu tiền, họ ăn bao nhiêu tiền, chúng đó họ tham nhũng bao nhiêu. Đấy cũng là cái mà gây nên sự mâu thuẫn trong những cái nội bộ của họ. Suốt ngày họ lên mạng, bản thân bà Đàm Khoa cũng bị tố cáo là ăn chặn tiền dân Oan một thời, nổi trên mạng luôn. Chú thì không chỉ cái trường như cháu nói là chú chỉ nghe xong trên mạng thôi, xem một số người lên trên mạng thì cũng nghe thấy. Thế chú có cái nghi ngờ là có đúng hay không, chú cũng đến Dương Nội chú chơi, nhưng chú vào một số người dân mà bây giờ người ta đã xây nhà hết rồi thì chú cũng hỏi người ta, thì người ta cũng nói với chú là người ta đã nhận tiền đền bù từ lâu rồi, người ta xây nhà từ lâu rồi, chỉ có một số những cái thành phần như là mẹ con nhà vẫn đi theo đó là không ở đấy là gây rối thôi, chứ còn đa số đấy là hơn 7.000 hộ mà họ đã 98% là họ nhận tiền từ lâu hết rồi, họ xây nhà ở, thay đổi cuộc sống, họ tìm nghề, họ sống là một cái khác rồi, họ lấy cái đồng vốn đó để họ buôn bán rồi họ làm ăn, chứ họ cũng không nghĩ chuyện là mất công mất việc để biểu tình thế này cái thế khác để cho dân người ta chửi nhá, người ta nói nhá. Thế mẹ con nhà nó mới định một số người là người ta mặc dày mặc dạng, người ta mới thế, chứ là dân đấy ai thế, người ta bảo với chú rõ ràng đấy. Thế thì chú thấy là chú hỏi không một nhà không phải, chú sang nhà thứ hai chú hỏi, rồi chú vào bốn nhà chú hỏi thì thấy người ta cũng nói như thế, đều nói một cái như nhau cả. Người ta bảo là đây là cái này, nó trường hợp này thì tôi nói đến chân tham thì tôi không dám đánh giá, người ta nói thế. Nhưng mà tôi thấy là dân ở đây cũng như chúng tôi là 98% người ta nhận tiền đền bù từ lâu rồi, và người ta đã làm ổn định cuộc sống rồi, xây nhà cửa, tiền đền bù đó người ta xây nhà cửa khang trang đẹp đẽ,
người ta và cái tiền đó người ta lấy vốn để người ta kinh doanh cái mặt hàng khác, người ta kiếm cuộc sống nó bây giờ ổn định rồi. Chỉ còn một số mấy thức phần đó thì rất là nhỏ. Được. Đấy, thì nó chỉ có 1% thôi. Chắc là chú cháu mình nói chuyện là chú Lệ Minh cũng có thể nắm bắt được cái tình hình ở trong nước là như vậy. Tức là có những thành phần nó như vậy. Và chắc đến Cấn Thị Thêu, mẹ con Cấn Thị Thêu thì cháu cũng có thêm một thông tin. Đó là mẹ con Cấn Thị Thêu có một cái trang trại ở Hòa Bình. Tức là một người, là một trong những gia đình mà có của, có điều kiện. Nhưng mà lại lúc nào cũng nói là mình là dân oan, mình không nghèo, khó, vẫn là như thế. Xong rồi cầm đầu một nhóm người dân dân nội để đi biểu tình. Mà ở dân nội có hàng mấy chục nghìn người. Thì cái số nhóm nhỏ đấy chỉ là một nhóm rất là ít. Lại còn cộng thêm những người dân đến từ vùng khác và không phải dân nội mà lại tự nhận là dân nội đi biểu tình để đại diện, tự nhận là đại diện cho dân dân nội. Mà bây giờ cháu có một người bác là quê ở Hải Dương và hiện tại là đang sống tại một chung cư ở Dương Nội. Dương Nội có được như ngày hôm nay. Dương Nội ngày xưa là một cái vùng cực nghèo, cực kỳ nghèo ở ngoại thành Hà Nội. Và có được như ngày hôm nay là một phần rất đóng góp rất lớn của dân ở đấy đã nhận cái đền bù để có quỹ đất để phát triển được cái vùng Dương Nội này. Nếu là chú Lệ Minh mà có điều kiện mà ở Việt Nam lâu hơn nữa thì có sẽ đến được đến cái khu Dương Nội đó. Chú sẽ thấy là ở đấy giờ bây giờ hiện tại chỉ toàn chung cư cao ốc, tức là nó phát triển mức độ như vậy. Nó gần giống như cái đường Võ Chí Công từ cái cầu Nhật Tân mà chú cháu mình đã đi qua rồi, nó gần giống như thế. Và đường rất là rộng, được quy hoạch rất là tốt, có công viên đầy đủ các thứ, mọi thứ ở đấy lại sinh hoạt, cái điều kiện chi phí rất là rẻ, hồi vì nó là một ngoại thành. Thì bây giờ cháu cũng nhắc đến một cái sự kiện nữa là vào cuối tuần này NU sẽ tổ chức biểu tình sau bao nhiêu năm vắng bóng ở trên cái đường phố ở Hồ Gươm, ở tượng đài lính Lý Thái Tổ. Thì mọi người trên mạng thì đang bình luận là dân chủ hiện nay đang cạn kiệt tài chính nên phải tổ chức biểu tình lại để kiếm thêm nguồn tài chính. Và cũng thời gian gần đây là NU và các tổ chức dân chủ khác là đang suy thoái, đang xuống thoái trào và đang muốn gây dựng lại cái phong trào đấy. Và nghe thông tin thì là vào ngày 27 tới đây, tức là chủ nhật vào ngày kia, là chúng sẽ tổ chức biểu tình tại tượng đài Lý Thái Tổ. Vậy một người dân Hà Nội như chú thì chú có đến đó để phản đối cái hành động gây rối trật tự của họ không? Và chú có nhận định gì về cái cuộc biểu tình không? Như chú thì chú phải khẳng định một câu là thế này: bản thân chú ấy thì chú không sợ, chú sẽ ra ngoài đó để nếu chú gặp không cứ gì là gặp bất ở bất kể chỗ nào chú cũng phải đối họ lại ngay. Thế nhưng mà riêng ấy, chú nghĩ rằng là dân Việt Nam bây giờ bà con mình thì mãi làm mãi ăn, họ cũng không chẳng quan tâm đến cái đó. Họ cho cái loại những cái ở đó, thứ nhất là một loại điên, cái thứ hai đấy là họ bảo được cái dạng vớ vẩn ấy họ không chẳng quan tâm đấy. Nó như thế vì nói chung là họ cũng muốn an toàn bản thân cho họ, không muốn ra mặt đâu. Nhưng có một số thanh niên, một số thanh niên thì chú thấy như vừa rồi ở dưới đó họ cũng phản đối đấy, nhưng mà họ cũng chỉ phản đối bình thường thôi chứ họ không ra mặt. Nhưng mà riêng chú ấy mà không gặp bất kể đâu, chú ra mặt phản đối ngay. Đấy, thực tế là như thế. Phản đối thẳng vào mặt họ ngay. Vì họ làm như thế là cái trường hợp của họ là chống phá đất nước, chứ không phải là họ đóng góp cho đất nước cả. Nếu như có lòng đóng góp với đất nước thì họ phải làm cách khác. Làm sao để cho hài hòa giữa nhà nước với nhân dân, làm sao để hài hòa với để làm ăn, để cho nhân dân người ta yên ổn làm ăn. Đấy, đất nước đang phát triển mạnh như này, ai người ta phải nhìn thấy, bản thân mình sống trong nước Việt Nam mình phải nhìn thấy. Đấy, những người nào nghèo ngày xưa là rất nhiều người nghèo mà người ta phải xã hội xây nhà tình nghĩa cho này, người này cũng bảo là người ta anh hùng mà con đi bộ đội thôi chiến đấu chết hết rồi thì họ còn phải xây những nhà tình nghĩa. Nhưng bây giờ làm gì có trường hợp đấy, cái nhà tình nghĩa bây giờ cũng nghĩ là không biết ở những sâu xa họ cũng cần cái công chuẩn nào. Những cái dùng vùng ven thành phố như các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ ở đây mình cái thì họ cái nhà ấy thì họ xây cái nhà một cái đơn giản rồi, không phải nghĩ đến cái chuyện cái nhà tình nghĩa nữa rồi, đúng không ạ? Nhưng chú nghĩ là như thế, cho nên là tốt nhất là để cho bà con làm ăn là ai nhất trên cái bọn chống cộng này. Thì chú nghĩ là những cái ông mà chống cộng ở bên nước ngoài tốt nhất các ông hãy nhìn về đất nước Việt Nam cho thực tế. Nếu như ông cần về đây để tìm hiểu thực tế thì tôi là người dân, tôi sẽ dẫn ông đi đến tận làng Dương Nội đấy để tìm hiểu với những người tại làng Dương Nội.
để hỏi trực tiếp họ luôn, đấy là thực tế nhất, đúng không nào? Và hỏi cả hai phía, hỏi cả những người chống đối và những người mà thực tế dân đang sống đấy, thì họ hiểu ngay đấy là thế nào là thực tế. Chứ cần gì bây giờ cứ nói một nghe một phía, vì cái dân người ta làm ăn kia thì người ta không nên lại, người ta không để nên lại thì mọi người không biết, chỉ có cái khoản là một phần 100% là họ lên mạng rồi họ kiếm tiền bằng cách kinh doanh bằng cách đó thì người ta mới biết thế thôi, đúng không nào? Đấy, còn một những dân khác người ta không biết đâu. Thì nếu như chủ nhật tuần này mà có biểu tình của Nu thì chú sẵn sàng sẽ đến. Chú sẵn sàng đến. Vâng. Thì Nu đã tổ chức cuộc biểu tình cách đây vài ngày nhân sự kiện mà đoàn du khách nước ngoài, nước Trung Quốc sang Việt Nam và mặc cái áo hình bê bò và họ như sự kiện đó để họ tổ chức biểu tình. Mặc dù cái sự kiện đó đã được cái chính quyền ở địa phương đó xử lý và bắt phải bỏ không được mặc áo đó rồi, nhưng mà họ vẫn nhân cái cớ đấy để họ biểu tình. Thì cái cuộc biểu tình vừa rồi chỉ có khoảng dưới trên dưới chục người, mà trước đây cái thời mà cháu còn đang theo dõi họ, tức là cháu còn đang đi theo họ để xem biểu tình như nào, thì họ còn đông, tức là đông gấp 3, gấp 4 lần số đấy, và bây giờ chỉ còn lại 10 người gồm những cái cộng cán của Nu. Và cái tính chất của biểu tình nó cũng khác đi rất là nhiều. Bởi trước đó những biểu tình họ thực sự họ cực đoan cực kỳ, tức là họ sẵn sàng họ dơ cái biểu ngữ Đảng Cộng sản, thậm chí là biểu ngữ chửi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các lãnh đạo khác của Việt Nam mình. Mà bên cạnh, tức là cái mặt có một mặt thì là họ chửi Trung Quốc, nhưng mặt sau là họ lại gọi chửi Đảng, chửi Đảng của Việt Nam, Đảng của Việt Nam mình. Nay mặt sau, và khi nào họ cần để chụp ảnh ấy, cần để lấy dữ liệu truyền thông, họ sẵn sàng quay cái đấy ra bất chấp cả cái việc là người dân phản đối hoặc là cơ quan chức năng đang có mặt ở đấy. Tức là họ liều mình đến mức độ như vậy. Nhưng mà cái đợt biểu tình vừa rồi không có một cái biểu ngữ nào, không hề có một cái biểu ngữ một cái gì hoặc là loa tay, tức là trước họ có một cái loa tay họ tuyên truyền, nhưng bây giờ họ không còn những cái đấy nữa, mà họ đi biểu tình bằng một cách nào đi bình rất là bình thường trong cái tuyến đường phố đi bộ, họ đi bình thường giống như một khách du lịch đang ở trên Hà Nội, và họ vừa đi họ vừa live stream, tức là cái tính chất biểu tình của họ đã không còn được như ngày xưa nữa, và họ vẫn đang dè dặt cái gì đó, có thể là họ đang sợ một cái điều là giống như các thành viên của Hội Nhân Dân Chủ lần lượt đã bị bắt, họ có thể họ sợ như vậy. Thực sự là cái phong trào dân chủ hiện nay của họ đang vào cái con đường thoái trào, họ càng cố giấy giụa càng chứng tỏ họ đang chuẩn bị thất bại, đang chuẩn bị tan rã. Vì lâu cái thời gian gần đây cũng đang có những cái đấu tranh nội bộ lẫn nhau, tức là cái sự tham nhũng về cái nguồn tài chính. Đây là cháu cung cấp thông tin cho chú và khán thính giả của chương trình được biết là như vậy. Và vậy thì thôi thì cái thời gian của chúng ta đã đó là cái cuộc biểu tình mà không được phép, tức là ở theo luật của Việt Nam mình là họ đang biểu tình trái phép, họ đang gây trật tự công cộng. Vậy thì không biết là chú Đại Minh ở bên Hoa Kỳ thì chú cũng được chứng kiến cuộc biểu tình đấy rồi đúng không ạ? Vậy chú có thấy là nếu như mà cái trường hợp như vậy luôn tổ chức biểu tình ở Việt Nam mà đem sang bên Mỹ thì chú có nghĩ là bên đó sẽ xử phạt như nào không, hay là có chấp nhận cho họ về biểu tình? Tôi có một cái điều trước khi các bạn thường hay đem ra đó là những cái nhóm theo chủ ở trong nước. Tại sao các quân ngồi suy nghĩ hoài, tại sao các bạn đất nước mình đã có dân chủ mà tại sao có cái nhóm dân chủ đó? Các bạn phải coi thảo xem họ là những nhóm khủng bố, những cái nhóm hoạt động vô ý thức, nhưng họ là những cái nhóm không phải là dân chủ, tại họ không hiểu dân chủ là cái quái gì hết. Ở bên cái nước Mỹ là có hiệp chủng quốc đó, cái dân chủ người ta có một cái lề lối và có một cái tổ chức nó rõ ràng. Không phải anh đi xuống kia anh không thích chính quyền là anh xuống kia anh kéo một lũ ra đó anh đả đảo đến Mỹ hay chống chính quyền Mỹ. Nếu mà có một nhóm vậy đó thì cả cái dân Mỹ mà đi ngang đó đột lũ khùng, đột lũ điên. Tại vì cái vấn đề chính trị xã hội bên Mỹ nó có một cái khuôn khổ pháp luật hết, nó có một cái sự trình tự hết, chứ không phải giống như mấy cái đám mà bên này là các bạn nên đề cao những cái thành phần này gọi là dân chủ. Tôi nên tôi yêu cầu các bạn là phải sửa lại những cái nhóm người đi biểu tình vô ý thức. Những nhóm này không phải là dân chủ, bởi vì họ phải hiểu dân chủ là gì. Dân chủ là anh phải có một cái tổ chức nó rõ ràng và anh phải hiểu cái quyền công dân ở mức độ nào. Mà đằng này họ chẳng biết cái quá gì, họ ăn tiền ba cái đám mà chống cộng ở hải ngoại rồi ngồi đó đi xuống đường đá cộng sản, cộng sản ăn cái dân hèn cái giặc,
bên Mỹ bật tay còn cái răng nó phải mấy người dân mà đi ngang thấy cái đồ khùng nó ủi xe cho dân đi dắt luôn rồi cái này tôi nói là xạo một chút mình mà nói theo kiểu bất xúc thôi kiểu đó là tầm xạo tại vì phản đối để bày tỏ sự hiểu biết để đẩy lùi một cái tiêu cực xã hội. Ở nước Mỹ người ta văn minh, người ta cũng nhìn, người ta biểu tình hay bất cứ gì người ta phản đối một chính phủ, anh chị em mà bạn nhìn thấy nó có một lề lối tổ chức rõ ràng đâu đó. Nếu mà anh đi vượt qua cái hàng rào đó, cảnh sát nhưng mà anh cái bọt liền kia nó lên mạng đi coi đầy thôi, nó xịt khói cay, nó hút dùi cui, nó đi ngựa, nó cởi cho bún vô mặt, nó cóc đầu rồi thì ra tò đó, rồi nó chỉ trong tò đi, nó phạt cái ra tò, bỏ tù đi, nó về ngày mai bắt đầu cho giấy tò mời lên mời xuống rồi đóng tiền phạt. Vâng. Chứ nó mới giỡn đó, mấy cái giỡn tục, mấy giỡn tục chuyện này. Biểu tình ở dưới hình thức là biểu tình gây rối trật tự công cộng và nó tràn xuống lòng đường mà xe đang đi đang lưu thông trên đường. Vậy nếu như ở Mỹ mà mà các cuộc biểu tình này mặc dù đã được xin phép rồi nhưng mà lại tràn lên lòng đường thì có bị gì làm sao? Tất nhiên là bằng tay, cảnh sát Mỹ bằng tay này nó lộn liền, tại vì nó phải có một cái lỗi đàng hoàng để bảo đảm an toàn cho trật tự xã hội. Chứ phải chờ chủ là loạn xã hội cao như trong nước mình hiện nay và những đất nước mình đã có dân chủ rồi, tại họ không hiểu dân chủ thôi, họ bị kích động rồi. Tôi cho là họ là chỉ là một những cái thành phần quá dối lắm, chứ không phải là cái vấn đề dân chủ thành phần trả lời là dân chủ gì là chỉ là cái giá trị dân chủ nó không bao giờ có gọi là dân chủ tuyệt đối mà nó chỉ là tương đối, bởi vì là dân chủ ở đây là phục vụ cho lợi ích của đại đa số dân chủ chứ nó không phục vụ cho một nhóm thiểu số. Mà nó chỉ ngắn nó xíu rồi thì nói dân chủ là đa số là phải là mình lo mà mình cho đi biết mình lo đi tìm cái số đông phải thắng cho chứ ít mà họ là số ít thì làm sao mà dân chủ anh đổi vậy. Số đông chúng ta đồng ý mà muốn có dân chủ tuyệt đối thì chỉ có thể là xây dựng một chủ nghĩa xã hội theo chủ nghĩa cộng sản, đúng không? Nên chủ nghĩa cộng sản. Nhưng mà bây giờ hiện tại chức một nước nào như vậy, cho nên là dân chủ chỉ là phục vụ cho đại đa số. Mà người nào đã một nhóm nào đó mà đã vi phạm vào cái đại đa số toàn dân đó thì là những người đi ngược lại lợi ích của đại đa số dân đó. Riêng chú thấy là cái đất nước Việt Nam mình là quá bình yên, không có một cái vấn đề gì gọi là vấn đề gây rối trật tự thì chỉ mỗi cái hội dân chủ cụm nhà họ gây rối. Nhưng ngoài ra thì đất nước mình phải nói là không có bắn nhau loạn xung bày nên như các nước không có đánh bom giết cả quá bình yên quá hạnh phúc rồi à, chỉ việc lo làm lo ăn thôi. Thế họ không lo làm lo ăn, họ chỉ đi làm như thế để họ quay ở bên tiền ở bên nước ngoài thôi. Mà nếu đi tiền nước ngoài không được về tôi nghĩ là cái bọn này thì nó cũng là cắn nặng nước ngoài ngay tức chứ mà nhân đây thì tôi cũng mong rằng là các cơ quan chức năng có liên quan có cái biện pháp chặt chẽ nữa đối với những nhóm mà đối tượng gây rối như thế này, và cũng mong là có thêm nhiều người dân giống như bác Trần Siêu hay chú Trần Siêu ơi, chú Đại Minh đây là lên tiếng cùng những người dân bình thường khác lên tiếng để phản đối chống lại những người gây rối như vậy. Và thay mặt cho kênh Việt Như Dừng xin cảm ơn các quý khán thính giả của Như Dừng đã lắng nghe chú cháu tôi nói chuyện từ nãy đến giờ. Và chú Trần Siêu và chú Lệ Minh gửi lời chào tạm biệt tới quý vị khán thính giả. Tôi chỉ có một ý kiến này là đề nghị nhà nước Việt Nam mình làm sao phải cho cảnh sát Việt Nam mình phải làm chặt chẽ và mạnh tay hơn nữa với những thành phần này. Đúng với bảo vệ, đúng với đối phản này, đó là các cái yêu cầu mạnh. Nhà nước mình là sử dụng chính sách nhân đạo rồi. Biết là nhân đạo, không phải nhân đạo. Từ đó của đảng và nhà nước mình là nhân đạo. Nó phải có quy luật của nó. Làm ăn mà cứ để cho nó tràn ra đường, xong nó như đúng lộ ra mà họ chặn đường để làm ảnh hưởng đến kinh tế của nước. Thì cái trường hợp đó mình phải làm mạnh tay. Đấy, thì biết rồi. Tôi nghĩ là như thế. Tôi chào anh em, chào các bạn.